là bây giờ thứ nhất là nhà anh hết gạo, đúng không? Anh cần đi mua gạo. Nếu như mà anh khó khăn á, đúng không, thì anh có thể là ví dụ anh đặt trên mạng, ví dụ anh mua hàng, anh đặt 4 ngày rồi, anh đặt 4 ngày rồi. Có nữa thì anh liên hệ cái chỗ chủ tịch hoặc ủy ban xã Tân Phước để người ta có cách người ta hỗ trợ cho anh. Hiện giờ là nhà anh đã đợi hết 2 ngày không có gạo, anh đặt 4 ngày trên siêu thị. Chỗ chủ tịch hoặc là chỗ ủy ban xã Tân Phước á, để người ta có cách người ta hỗ trợ cho anh. Còn ở đây thì em cái chỗ là có lại là không có cho qua. Có nghĩa là đi mua gạo, có nghĩa là mua thực phẩm thiết yếu cũng không được qua. Không cho qua. Không qua với bất kỳ lý do gì. Tùy trường hợp, ví dụ như ai mà cấp cứu hay là này kia không, trường hợp mà thiết yếu quá, cần thiết quá thì đi cho qua. Còn mua gạo là không thiết yếu. Thực phẩm có gì anh liên hệ để xã Tân Phước nó hỗ trợ. Đây nha, ví dụ như cái của anh là đây, anh đưa trước cái camera luôn, đây là bịch gạo đã hết nè.